Bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách mình dê xe trong cái những cái khúc mà mình khuất tầm nhìn nha. Đây đó, mình sẽ dê vô cái ô này. Đây, cảm biến lùi nó của mình nó kêu tại có bụi cây đó các bạn. Bây giờ mình sẽ đánh xe ra trả về để, ok đi luôn. Nếu như mà có camera 360 thì việc dê cũng thuận tiện hơn và dễ dàng hơn. Cảm ơn các bạn.